Chào mừng các bạn đã đến với kênh Học Chữ Hán Nôm của Nguyễn Chí Công. Trong chương trình Học Tam Thiên Tự, học 3.000 chữ Hán Nôm đọc bát vần của Đoàn Trung Còn, bài số 9. Mời các bạn chúng ta vào bài. Ở bài số 9, chúng ta sẽ học từ chữ 161 đến chữ 180. Cách đọc của chúng ta là học thuộc lòng phần phiên âm chữ Hán Việt màu đen và phần nghĩa Việt chữ màu đỏ và phần phiên âm tiếng Trung chữ màu xanh. Khuyên các bạn nào chúng ta không học tiếng Trung thì chúng ta không cần đọc phần phiên âm chữ màu xanh. Và bài hôm nay gồm trường dài, tráng, đoạn ngắn, toản, xà rắn, sứa, tượng voi, xẻng, vị ngôi, quẩy, giai thứ, chia, cứ cứ, chỉ, y y, y, quỳ quỳ, khuấy, hoắc hoắc, hùa, các gác, cửa, lâu lầu, lấu, thị trầu, sử, ca hát, cưa, phiến quạt, sản, thu thu, treo, hạ hạ, xẻ, băng giá, pin, vũ mưa, dĩ, tiễn đưa, chẳng. Các bạn dừng lại video, các bạn tua lại và các bạn đọc đi, đọc về từ 5 đến 10 lần. Khi các bạn cảm thấy đọc tương đối thuộc lòng rồi thì mời các bạn chúng ta vào tập viết sẽ rất thuận, sẽ nhanh thuộc bài hơn, sẽ nhớ lâu hơn và nhớ sâu hơn các bạn nhé. Chữ 161, chữ trường, âm Hán Việt đọc là trường, còn có âm đọc khác là trướng, là tràng, là trưởng, là trượng. Nghĩa Việt là dài, đối lại với đoạn là ngắn, như trường kiều, ngọa ba, có nghĩa là cầu dài, nằm trên sóng nước. Sử dụng làm tính từ, chữ trường có ý nghĩa là lâu, như trường thọ là sống lâu. Chữ trường tổng có 8 nét. Về phần nục thư, chữ trường thuộc chữ tượng hình, phiên âm tiếng Trung đọc là tráng, âm lôm đọc là chàng, là chành, là trườn, là trường. Chữ 162, chữ đoạn, âm Hán Việt đọc là đoạn, nghĩa Việt là ngắn, đối lại với trường, như đoạn đao là dao ngắn, đoạn mộng là giấc mơ ngắn ngủi. Chữ đoạn còn có ý nghĩa như chết lon, chết yểu, như đoạn mệnh là số mạng yểu. Chữ đoạn tổng có 12 nét. Về phần nục thư, chữ đoạn thuộc chữ hình thanh, phiên âm tiếng Trung đọc là toản, âm nôm đọc là đoạn, là đuỗn, là ngắn, là vắn.
Chữ 163, chữ xà. Âm Hán Việt đọc là xà, còn có âm đọc là di, là xá. Nghĩa Việt là con rắn. Chữ xà tổng có 11 nét. Về phần lục thư, chữ xà thuộc chữ hình thanh. Phiên âm tiếng Trung đọc là sữa. Âm lôm đọc là xà. Chữ 164, chữ tượng. Âm Hán Việt đọc là tượng, còn có âm đọc khác là tương. Nghĩa Việt là con voi. Tục gọi là đại tượng. Chữ tượng tổng có 11 nét. Về phần lục thư, chữ tượng thuộc chữ tượng hình. Phiên âm tiếng Trung đọc là xiang. Âm nôm đọc là tượng. Chữ 165, chữ vị. Âm Hán Việt đọc là vị. Nghĩa Việt là vị trí, là chỗ, là nơi. Như tọa vị là chỗ ngồi. Chữ vị tổng có 7 nét. Về phần lục thư, chữ vị thuộc chữ hội ý. Phiên âm tiếng Trung đọc là quẩy. Âm nôm đọc là vì. Chữ 166, chữ dai. Âm Hán Việt đọc là dai. Nghĩa Việt là ngôi, là bậc, là ngôi thứ, là đẳng cấp. Chữ dai tổng có 11 nét. Về phần lục thư, chữ dai thuộc chữ hình thanh. Phiên âm tiếng Trung đọc là chia. Âm nôm đọc là dai. Chữ 167, chữ cứ. Âm Hán Việt đọc là cứ. Nghĩa Việt là chiếm giữ, là căn cứ, là bằng cứ, là bằng chứng, là chứng cứ. Chữ cứ tổng có 11 nét. Về phần lục thư, chữ cứ thuộc chữ hình thanh kiêm hội ý. Phiên âm tiếng Trung đọc là chỉ. Âm nôm đọc là cớ, là cứ. Chữ 168, chữ y. Âm Hán Việt đọc là y. Nghĩa Việt là giống y như nhau. Chữ y còn có nghĩa như dựa vào, nương vào, như y khốc là nương nhờ.
chữ Y tổng có 8 nét. Về phần nục thư, chữ Y thuộc chữ hình thanh, kiêm hội ý. Phiên âm tiếng Trung đọc là Y, âm nôm đọc là E, là ỉa, là Y. Chữ 169, chữ quỳ. Âm Hán Việt đọc là quỳ. Nghĩa Việt là hoa quỳ. Còn gọi là thục quỳ. Hoa nhiều màu. Thứ hoa nhỏ gọi là cẩm quỳ. Chữ quỳ tổng có 12 nét. Về phần nục thư, chữ quỳ thuộc chữ hình thanh. Phiên âm tiếng Trung đọc là khuấy. Âm nôm đọc là quỳ. Chữ 170, chữ hoắc. Âm Hán Việt đọc là hoắc. Nghĩa Việt là rau hoắc, là ná đậu. Ăn rau ăn dưa sơ sài gọi là hoắc thực. Hay còn có nghĩa là hoắc hương. Cây hoắc hương lá rất thơm, dùng làm thuốc. Chữ hoắc tổng có 19 nét. Về phần nục thư, chữ hoắc thuộc chữ hình thanh. Phiên âm tiếng Trung đọc là hùa. Âm nôm đọc là hoắc. Chữ 171, chữ các. Âm Hán Việt đọc là các. Nghĩa Việt là cái lầu, là cái gác, kiến trúc nhiều tầng ngày xưa. Như ngũ bộ nhất nâu, thập bộ nhất các, có nghĩa là năm bước lại một lầu, 10 bước lại một gác. Chữ các tổng có 14 nét. Về phần nục thư, chữ các thuộc chữ hình thanh. Phiên âm tiếng Trung đọc là khứa. Âm lôm đọc là các, là gác. Chữ 172, chữ lâu. Âm Hán Việt đọc là lâu. Nghĩa Việt là lầu, là nhà lầu, hai tầng trở lên. Như cao lâu đại hạ, có nghĩa là nhà lầu cao lớn. Chữ lâu tổng có 15 nét. Về phần nục thư, chữ lâu thuộc chữ hình thanh. Phiên âm tiếng Trung đọc là lấu. Âm nôm đọc là
lâu. Chữ 173, chữ thị. Âm Hán Việt đọc là thị. Nghĩa Việt là trông lom, là săn sóc, là gần gũi, thân cận. Chữ thị còn có nghĩa là hầu hạ, phục dịch, như thị tọa là ngồi hầu. Chữ thị tổng có 8 nét. Về phần nục thư, chữ thị thuộc chữ hình thanh, kiêm hội ý. Phiên âm tiếng Trung đọc là sử, âm nôm đọc là thị. Chữ 174, chữ ca. Âm Hán Việt đọc là ca. Nghĩa Việt là hát, là bài hát, khúc ca, khúc hát. Khúc hát hợp với âm nhạc gọi là ca. Chữ ca tổng có 14 nét. Về phần nục thư, chữ ca thuộc chữ hình thanh. Phiên âm tiếng Trung đọc là cưa, âm lôm đọc là ca. Chữ 175, chữ phiến. Âm Hán Việt đọc là phiến. Còn có âm đọc khác là thiên. Nghĩa Việt là cái quạt, là cánh cửa. Chữ phiến tổng có 10 lép. Về phần nục thư, chữ phiến thuộc chữ hội ý. Phiên âm tiếng Trung đọc là sản, âm nôm đọc là phiến, là thiên. Chữ 176, chữ thu. Âm Hán Việt đọc là thu, còn có âm đọc là thâu. Nghĩa Việt là mùa thu, là năm. Như thiên thu có nghĩa là nghìn năm. Chữ thu tổng có 9 nét. Về phần nục thư, chữ thu thuộc chữ hội ý. Phiên âm tiếng Trung đọc là chiều, âm nôm đọc là thu. Chữ 177, chữ hạ. Âm Hán Việt đọc là hạ, còn có âm đọc khác là giá, là dạ. Nghĩa Việt là mùa hè. Như dương lịch từ tháng 6 đến tháng 8 là mùa hè. Âm lịch định từ tháng 4 đến tháng 6 là mùa hè. Chữ hạ tổng có 10 lép. Về phần nục thư,
Chữ hạ thuộc chữ hội ý. Phiên âm tiếng Trung đọc là xẻ. Âm nôm đọc là hạ, là hè. Chữ 178, chữ băng, còn có âm đọc khác là ngưng. Nghĩa Việt là nước đá, là băng lạnh, là buốt, là ướp lạnh, làm đau đớn. Chữ băng tổng có 6 lét. Về phần nục thư, chữ băng thuộc chữ hình thanh kiêm hội ý. Phiên âm tiếng Trung đọc là ping. Âm nôm đọc là băng, là bâng, là bưng, là phăng, là văng. Chữ 179, chữ vũ. Âm Hán Việt đọc là vũ. Nghĩa Việt là mưa, như trung tiêu thính vũ thanh. Có nghĩa là suốt đêm nghe tiếng mưa. Chữ vũ tổng có 8 nét. Về phần nục thư, chữ vũ thuộc chữ tượng hình. Phiên âm tiếng Trung đọc là dụy. Âm nôm đọc là vũ. Chữ 180, chữ tiễn. Âm Hán Việt đọc là tiễn. Nghĩa Việt là làm tiệc để đưa người đi xa. Như tiễn biệt là tiễn đưa. Chữ tiễn tổng có 16 nét. Về phần nục thư, chữ tiễn thuộc chữ hình thanh. Phiên âm tiếng Trung đọc là triển. Âm nôm đọc là tiễn. Đến đây chúng ta đã tập viết hết 20 chữ của bài. Và bây giờ mời các bạn chúng ta đọc lại cả bài cho thuộc và các bạn chịu khó viết lại cả bài cho thạo. Trường dài, tráng, đoạn ngắn, toản, xà rắn, sứa, tượng voi, xẻng, vị ngôi, quẩy, giai thứ, chia, cứ cứ, chỉ, y y, y, quỳ quỳ, huế, hoắc hoắc, hùa, các gác, cửa, lâu lầu, lấu, thị trầu, sử, ca hát, cưa, phiến quạt, sản, thu thu, treo, hạ hạ, xẻ, băng giá, pin, vũ mưa, dụy, tiễn đưa, triển. Mong các bạn chúng ta hãy đọc cho thông và các bạn chịu khó luyện tập viết cho thạo để qua mỗi bài
Qua mỗi ngày luyện tập gian nan vất vả, chúng ta lại gần tới thành công hơn. Bài hôm nay tôi xin dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng kênh Học Chữ Hán Nôm của Nguyễn Chí Công trong chương trình Học Tam Thiên Tự. Nếu các bạn thấy bổ ích, các bạn hãy đăng ký kênh, các bạn hãy chia sẻ và các bạn hãy nhấn like để ủng hộ kênh các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở bài kế tiếp.